Xin chào các em. Chúng ta lại gặp nhau trong cái chương trình bổ trợ kiến thức toán đại học phần đại số tuyến tính. Trong tuần trước chúng ta đã ôn tập chương 1 phần định thức thông qua một số bài toán trắc nghiệm. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với hình thức này ở nội dung ma trận nghịch đảo. Hy vọng rằng là qua một cái số tiết ôn như thế này thì các em sẽ có kỹ năng linh hoạt hơn trong cái việc xử lý những bài toán dưới dạng trắc nghiệm để phục vụ cho việc thi cử của mình. Xin mời các em bắt đầu theo dõi. Tuần trước chúng ta đã làm xong câu số 17. Hôm nay chúng ta tiếp tục với câu số 18. Trong các ma trận sau đây, ma trận nào là ma trận nghịch đảo của ma trận A được cho như trên bảng? Có 4 phương án A, B, C, D. Thế khi nào mà người ta nói đến ma trận nghịch đảo thì các em cần phải nhớ những điểm sau đây. Thứ nhất là điều kiện để một cái ma trận vuông nó có ma trận nghịch đảo. Điều kiện đó là gì các em? Đó là định thức của cái ma trận đó nó phải khác không? Đó là cái điều đầu tiên chúng ta cần phải nhớ lại. Cái thứ hai là khi ma trận A nó có ma trận nghịch đảo thì chúng ta phải biết cách tính cái ma trận nghịch đảo của nó, tức là cái ma trận mà A mũ trừ 1 đó. Để chúng ta nhớ lại là có hai cách để tính ma trận nghịch đảo, hoặc là ta dùng công thức, hoặc là chúng ta ghép ma trận A với ma trận đơn vị Y có cấp tương ứng với nó. Dùng phép biến đổi sơ cấp đưa cái ma trận mà mình ghép A với Y đó về cái ma trận Y A trừ 1. Hôm nay thông qua một số bài tập chúng ta sẽ ôn những cái điểm này. Thế trong câu số 18, người ta hỏi mình là ma trận nào sau đây là cái ma trận nghịch đảo của ma trận A. Vậy thì trước hết chúng ta phải kiểm tra xem A nó có ma trận nghịch đảo không cái đó chứ. Nếu mà không có tức là phương án D là đúng. Thì người ta cho mình A là hiệu của hai ma trận. Như vậy là chúng ta cũng có cái dịp để ôn phép cộng hai ma trận. Ma trận này trừ ma trận này, tức là lấy ma trận này cộng với ma trận đối, ma trận sau đó. Mà nói cách dễ hiểu là mình cứ lấy các phần tử tương ứng trừ nhau thôi. Vậy các em xem nha. Trừ thì lấy trừ 1 nè. Trừ cho 1, chỗ này là trừ 2. Lấy 2 mà trừ đi 1 ở đây. Phần tử ở các vị trí tương ứng trừ nhau là số 1. 1 trừ cho trừ 3, có phải đây là cộng 4 không? Trừ 1 trừ đi 1 ra trừ 2. Như vậy thì cuối cùng ta có được ma trận A là ma trận cấp 2 này đây. Tính thử định thức của nó thì định thức của nó là một cái định thức cấp 2. Mình nhân chéo trừ ngược lên, tích 2 phần tử trên đường chéo chính trừ tích 2 phần tử trên đường chéo phụ. Như vậy có phải là 4 trừ 4? Vậy thì nó bằng 0. Ma trận A có định thức bằng 0. Kết luận ngay A trừ 1 không tồn tại. Chọn phương án D. Quá đơn giản. Các em phải nhớ là khi nào mà người ta đề cập đến cái A mũ trừ 1 ma trận nghịch đảo đó, là phải kiểm tra xem là nó có tồn tại hay không trước khi mà đi tính cái ma trận A trừ 1. Chúng ta sẽ tiếp tục ôn cái tính chất này với câu số 19. Hồi nãy người ta cho A là hiệu hai ma trận, còn ở đây là A là ma trận tích. Tìm M để A khả nghịch, ta có kết quả nào trong các kết quả sau đây? Thứ nhất là M khác 0. Thứ hai là M khác trừ 2. Phương án thứ ba là M tùy ý. Phương án cuối cùng là không tồn tại cái M để A khả nghịch. Đây cũng là cái dịp để ôn là tích của hai ma trận. Vừa rồi là mình ôn hiệu hai ma trận, tức là ôn phép cộng đấy. Bây giờ là phép nhân. Thì rút cái kinh nghiệm vừa rồi đó, thì mình thấy rằng là muốn A khả nghịch thì đầu tiên là phải tính A ra và tính cái định thức của A. Yêu cầu là A khả nghịch là tương đương với định thức của A khác không. Vậy ta tính ma trận A.
Ma trận A gồm có là tích của hai ma trận. Ma trận đầu tiên là cấp 2 nhân 3. Ma trận sau là 3 nhân 2. Thì 2 nhân 3 mà nhân với 3 nhân 2, như vậy là A của mình là cấp 2 nhân 2. Nó sẽ có hai dòng, hai cột. Phần tử A11 của nó là lấy dòng 1 ma trận trước nhân với cột 1 ma trận sau. 2 nhân 1 là 2 nè. Cho này 4 nhân 2 là 8, là 10 rồi nè. Cho nên có 6 nhân trừ 3 là trừ 18. Như vậy là 10 trừ 18, cho nên chỗ này là trừ 8. Phần tử A12 dòng 1 cột 2, lấy dòng 1 ma trận trước nhân với cột 1 cột thứ 2 ma trận sau. 2 nhân 2 là 4 nè. Chỗ này 4 nhân trừ 3 là trừ 12, vậy là trừ 8 rồi. Cho nên 6 nhân 1 là 6 nữa. Kết quả chỗ này là trừ 2. Ở đây dòng 2 cột 1, lấy dòng 2 của ma trận trước nhân cột 1 ma trận sau, ta có trừ 3 nhân 1 là trừ 3. Cho nên có trừ 1 với trừ 3 là cộng 3 là mất này. Ở giữa là 2m. Làm tương tự như vậy thì em lấy cái dòng thứ 2 của ma trận trước nhân cột thứ 2 ma trận sau, thì em có được phần tử A22 chỗ này, nó là trừ 7 trừ 3m. Đến đây chúng ta làm gì nữa? Ta đi tính cái định thức của ma trận A này. Thì ta thấy rằng là ma trận A này là ma trận vuông, tính rất là dễ dàng. Định thức của nó nhân xuống này, trừ ngược lên, nó bằng 28m cộng 56. Cái việc tính toán thôi, nhân xuống trừ ngược lên. Lúc đó thì ta nói rằng là A khả nghịch khi và chỉ khi định thức của A khác không. Tức là 28 cộng m cộng 56, 28m cộng 56 khác không. Cho ta là m khác trừ 2. Vậy thì hồi nãy là mình chọn phương án B. B nó là m khác trừ 2 mà. Đó. Đây là cái gì? Ôn lại cái điều kiện để cho một cái ma trận nó khả nghịch. Ta tiếp tục với câu số 20. Trong các ma trận A sau đây, ma trận nào nó thỏa A trừ 1 bằng là 1101? Có 4 phương án A, B, C, D. Người ta hỏi mình rằng là để cho A trừ 1 nó bằng được là ma trận này, này thì ma trận A phải là ma trận nào trong 4 ma trận này? Thế hồi nãy có nhắc các em, khi nào mà đụng đến cái A trừ 1 lập tức các em phải thử cái điều kiện để tồn tại ma trận nghịch đảo. Như vậy là trong 4 phương án đó phải kiểm tra xem ma trận A nào có đét khác không, thì mới hy vọng rằng là A trừ 1 của nó là ma trận ở trên. Vậy ở đây ta lập luận rằng là để có A trừ 1 thì đét A phải khác không. Vậy thì nè, thử nha. Phương án A nè, nhân xuống trừ ngược lên, ma trận này có định thức bằng 0, không được. B thì sao? Nhân xuống trừ ngược lên, định thức nó cũng bằng 0, không được luôn. Phương án D nè, 1 x 2 là 2, trừ 1 x 2, tức là 2 trừ 2, bằng 0 luôn. Chỉ với cái điều kiện cần đó không, ta đủ kết luận A, B, D sai. Như vậy là chỉ còn phương án C. Và đương nhiên là khi mà làm trắc nghiệm thì phải có một cái câu đúng, mình chọn phương án C. Nhưng ở đây là nếu mà cẩn thận thì em chỉ ra lại xem là có đúng là lấy cái ma trận trên này, này nhưng cái ma trận A này, này nó ra ma trận Y không. Các em nhớ lại là A nhân với A trừ 1 chính là ma trận đơn vị đó. Ở đây chúng ta có kết luận rằng tính toán và thấy C đúng, chọn phương án C. Xin mời các em tiếp tục theo dõi câu số 21. Cho A là một cái ma trận vuông cấp 2 như trên bảng, có 4 phương án được nêu lên là A trừ 1 bằng này, A trừ 1 bằng 1 phần 2 này, C, D, có 4 phương án đó. Phương án nào đúng? Thế chúng ta phải làm cái gì? Đầu tiên là chúng ta phải kiểm tra xem, thứ nhất là có tồn tại ma trận nghịch đảo hay không đó chứ. Thế định thức của A bằng bao nhiêu? 1 x 3 là 3, trừ đi 1 ra 2 khác không? Tốt.
Cho em biết là sau khi tính cái định thức của ma trận A khác không, mình nên làm cái động tác gì nữa trước khi mình đi tính A trừ 1? Em biết không? Trong bốn phương án đó đó, em nên kiểm tra luôn cái định thức của A mũ trừ 1 là tại vì sao? Ta biết rằng là nếu A trừ 1 là ma trận nghịch đảo của ma trận A, thì ta cũng có điều ngược lại là ma trận A là ma trận nghịch đảo của ma trận A mũ trừ 1. Vậy thì A mũ trừ 1 cũng phải có đét khác không? Đúng chưa? Cho nên kiểm tra cái định thức của ma trận A xong thì cần phải kiểm tra định thức của các cái ma trận mà họ ghi dưới dạng là A mũ trừ 1 này nè. Ta có này, giờ thật nhanh quanh 3 trừ 1 là 2 khác không? Cái này 1 cộng 3 là 4 khác không? Này là 3 trừ 0 là 3 khác không? Này 3 trừ 1 2 khác không? Như vậy là thỏa được cái yêu cầu là tồn tại ma trận nghịch đảo. Thế lúc này là buộc lòng phải đi tính xem là A mũ trừ 1 là bao nhiêu. Thế đối với một cái ma trận vuông cấp 2 thì việc tính A trừ 1 nó cũng không có quá phức tạp. Em có thể sử dụng cái công thức tính A mũ trừ 1 thì biết ngay là A, B, C, D phương án nào là đúng. Thế ở đây tôi tính một cách tổng quát là nếu A đó có dạng là ma trận vuông cấp 2 mà tổng quát tôi ghi là A, B, C, D luôn á, thì bằng công thức tôi tính sẵn dùng cho các em như thế này. A mũ trừ 1 nó bằng 1 trên định thức của A nhân với ma trận này. Đây, công thức. Công thức này tính toán rất là đơn giản thôi, dựa vào công thức A mũ trừ 1 ta suy ra được công thức này. Thế tôi đề nghị các em là chúng ta cũng nên nhớ luôn đi. Tại vì ta em biết là khi mà mình làm trắc nghiệm á, thì mỗi câu á, đòi hỏi của mình phải làm phải giải quyết rất là nhanh trong một khoảng thời gian chừng 1 phút thôi. Cho nên nếu mà mình thuộc được mấy cái này thì mình giải quyết mau hơn. Cái A mũ trừ 1 trong công thức này nó đơn giản và dễ nhớ. Chúng ta nhớ như sau này. A mũ trừ 1 là 1 trên định thức của A nhân với cái ma trận. Cái ma trận này thế này, em đổi chỗ, em đổi vị trí hai phần tử trên đường dấu chính. Còn hai phần tử trên đường dấu phụ thì em đổi dấu. Được chưa? Đổi chỗ hai phần tử trên đường dấu chính. Hai phần tử trên đường dấu phụ thì đổi dấu. Nếu như vậy thì ở đây A có định thức là 2, 3 trừ 1 là 2. Như vậy là chỗ này là 1 phần 2. Cả bốn phương án này đều bắt đầu 1 phần 2 hết. Như vậy nó thỏa điều kiện đầu tiên. Ở đây mình có là đổi vị trí nè, 1, 3, đổi là 3, 1. Và đổi dấu hai cái phần tử này nè, là thành trừ 1, trừ 1. Vậy nhìn vô là mình thấy ngay phương án D đúng. Đây, đổi dấu. Trừ 1, trừ 1, đổi vị trí của 1 với 3 thành 3, 1 nè. Nếu thuộc cái này, chọn ngay phương án là D. Thì em cố gắng nhớ cái này ha, nó cũng dễ nhớ thôi. Để cho các em tập làm quen với cái công thức này. Câu số 22. Cho ma trận A là hiệu của hai ma trận trên bảng đó. A trừ 1 là ma trận nào? Có bốn phương án cho mình lựa chọn. Thế đầu tiên đó là mình phải đi tính cái ma trận A trước, đúng không các em? Đây là hiệu hai ma trận. Tính dễ thôi, 3 trừ 1 cho này số 2. 2 trừ 1 vị trí là 1 này. 1 trừ 0 chỗ này là 1, rồi 4 trừ 3 chỗ này là 1. Nhớ công thức không? Định thức của A là 2 trừ 1 là 1. Như vậy là 1 trên định thức của A là 1. 1 thì khỏi viết. Bây giờ vấn đề còn lại là cái ma trận phía sau đó. Thì ma trận phía sau là mình đổi chỗ hai phần tử trên đường dấu chính, 2 1 đổi là 1 2, rồi đổi dấu hai phần tử trên đường dấu phụ là trừ 1 trừ 1. Chỗ nào là 1 2 trừ 1 trừ 1? Đây nè, 1 2 trừ 1 trừ 1. Ở đây là nhắc lại công thức vừa rồi mới nói. A đây thì A trừ 1 nó bằng chừng này. Dựa vào đó chọn ngay phương án D. Các em rõ không? Câu thứ 23.
Châu A là tích của hai ma trận này. Ma trận nghịch đảo của ma trận A là ma trận nào trong bốn phương án sau đây? Ta làm tương tự thôi. Trước hết là phải tính cái A ra. Em ghi lại ha. Đây. A là tích của hai ma trận này. Ta tính ma trận A. Tính rất là dễ. Đây là 23 nhân 32 thì nó ra 22. Lấy dòng 1 nhân cột 1 cho nên là số 1. Lấy dòng 1 nhân cột 2 cho nên là số 2. Vị trí A21 thì lấy dòng 2 nhân cột 1 cho nên là số 1. Rồi vị trí này là dòng 2 cột 2, dòng 2 nhân cột 2. Em nhớ cách tính không? Tính thử ha, ví dụ như là số 2 này nè nghe. Số 2 này, dòng 1 cột 2. Nè, lấy dòng 1 mặt đằng trước nè, nhân cột 2 mặt đằng sau nè. Lấy 1 nhân 0 thì là 0. Lấy 0 nhân 1 là 0. Lấy 2 nhân 1, cộng lại với nhau, đó là 2 đó. Thế nè. Đó. Chứ vậy là đơn giản quá cho nên tôi làm nhanh. Bây giờ, ta mới đi tính A trừ 1. Theo công thức vừa rồi thì A trừ 1 bằng cái gì? 1 trên định thức của A. Nhân xuống là 1. Trừ ngược lên. Trừ 1. Định thức của A là trừ 1 đấy nè. 1 trên trừ 1. Còn cái ma trận phía sau. Hồi nãy mình nói là sao? Đổi chỗ 2 phần tử trên đường chéo chính. Thì 1, 1 mà đổi chỗ thì nó vẫn là 1, 1. Còn 2 cái phần tử trên đường chéo phụ thì ta đổi dấu. Như vậy cho nên là trừ 1, trừ 2. Vậy em có là A trừ 1 bằng chừng này. Xong rồi phía trước này nó là số trừ 1 nè. Em nhân trừ 1 vào bên trong. Thì ta nhớ lại là nhân một số với một ma trận. Tức là nhân số đó với tất cả các phần tử của ma trận. Đổi dấu hết luôn. Trừ 1, 2, trừ 1, 1. Nhìn vào bốn phương án. Thấy phương án nào giống này thì ta chọn. Ta chọn A. Được chưa? Như vậy là qua một loạt ba bài vừa rồi. Nếu chúng ta nhớ cái công thức A trừ 1 cho ma trận vuông cấp 2 thì chúng ta sẽ thấy ngay kết quả cần phải chọn là phương án nào liền. Câu 24. Bây giờ nếu như ma trận A không phải là ma trận vuông cấp 2 nữa, đây một cái ma trận vuông cấp 3. Phần tử X ở dòng 2 và cột 1 của A trừ 1 là bao nhiêu? X bằng 0 hay là X bằng 2 hay là X bằng 1 hay X bằng 3? Đó. Thế bây giờ chúng ta làm sao này? Trước tiên là chúng ta phải thử xem là có cái A trừ 1 không? Em nhìn vào em thấy cái ma trận A lớn của mình nó là một cái ma trận tam giác trên. Định thức của nó là tích các phần tử trên đường chéo chính bao nhiêu? Số 2 khác không? Có A trừ 1 đấy. Chúng ta không có áp dụng được cái công thức ma trận nghịch đảo của một cái ma trận vuông cấp 2 như hồi nãy, bây giờ là cấp 3 mà. Như vậy là chúng ta phải tính toán có cái kiểu khác. Thế muốn tính A mũ trừ 1 thì chúng ta có hai cách để tính. Hoặc là chúng ta dùng công thức, hoặc là chúng ta ghép ma trận A với ma trận đơn vị Y. Dùng phép biến đổi sơ cấp trên dòng, đưa cái A lớn về Y, thì cái ma trận Y phía sau á, nó sẽ biến thành một cái ma trận mà người ta chứng minh được ma trận sau đó, nó là ma trận nghịch đảo của ma trận A. Thế tùy tình huống, tùy cái đề bài người ta cho mà mình sẽ chọn một trong hai cách đó, sao cho nó phù hợp, sao cho nó nhanh, có hiệu quả. Thế chúng ta nhìn lại cái câu hỏi của bài này để chọn thì mình nên tính theo kiểu nào. Ở đây câu 24 hỏi là phần tử X ở dòng 2 và cột 1 của A trừ 1 là số mấy trong các số này. Như vậy thì người ta chỉ hỏi mình một phần tử trong A mũ trừ 1 thôi. Vậy thì nếu như em áp dụng cái cách là ghép A với Y để dùng phép biến đổi sơ cấp đưa nó về dạng là IA trừ 1 thì em phải biến đổi cho đến tận cùng. Có nghĩa là biến đổi cho đến là cái A nó trở về cái Y. Và công việc đó thì nó đòi hỏi nhiều giai đoạn.
Nếu áp dụng công thức là trong công thức là cho phép mình tính từng phần tử một trong A mũ trừ 1. Vậy khi người ta hỏi mình một phần tử trong A mũ trừ 1 thì em thấy là nếu mình dùng công thức thì mau hơn phải không nào? Cho nên chúng ta sẽ dùng công thức. X theo công thức á, nó là 1 trên định thức của A nhân với A lớn 1, 2. À, xin nhắc lại là định thức của A thì dễ rồi, nó là định thức mặt trận này nè. Còn A lớn 1, 2 là cái gì? Thì A lớn 1, 2 theo công thức á, nó là trừ 1 mũ 1 cộng 2 nhân D 1, 2. Ở đây mà em có A 1, 2 nè, chỉ số là 1, 2. Thì bên đây số mũ của trừ 1 phải là 1 cộng 2. Đó. Và D là D 1, 2. Và lưu ý thêm các em á, là khi họ hỏi mình cái phần tử ở cái dòng 1, à, dòng 2 cột 1, dòng 2 cột 1, các em nhớ thứ tự nha, dòng 2 cột 1. Thì chỗ này nè, cái A lớn này không phải là A21 mà phải là A12. Nhớ, coi chừng sai đó. À, nhiều em hay nhầm chỗ này. Hỏi dòng 2 cột 1 thì là A12. Nếu hỏi dòng 1 cột 2 thì lại là A21. Nó ngược như vậy đó. Thế bây giờ mình tính cái phần tử x. Như vậy là theo công thức này muốn tính phần tử x thì em phải tính định thức của A và tính cái D 1, 2. Còn cái trừ 1 mũ 1 cộng 2 thì nó dễ rồi, đó là trừ 1 mũ 3 là trừ 1 rồi. Thì vừa rồi có nói rằng là định thức của A thì bằng tích các phần tử trên đường chéo chính là bởi vì đây là một cái mặt trận tam giác trên. À, tính ra bằng 2, 1 nhân 2 nhân 2. Như vậy là 1 trên định thức của A là 1 phần 2. Xong. Trừ 1 mũ 3 là trừ 1. Còn D 1, 2 đó là cái định thức được suy ra từ từ cái định thức của mặt trận A này bằng cách bỏ đi dòng 1 và cột 2. À, khi em bỏ đi dòng 1 nè và cột 2, dòng 1, cột 2. Thì phần còn lại là cái định thức này nè. À, gồm có 4 phần tử ha, 0, 1, 0, 1. Thì định thức này nó bằng 0 bởi vì nó có một cái cột bằng 0. À, như vậy ta thấy ngay là D 1, 2 bằng 0. Vậy thì x bằng 0. Vậy chọn phương án nào các em? Chọn phương án A. Đó. Như vậy là tùy tùy tình huống, tùy cái đề bài mà chúng ta sẽ chọn cái cách tính mặt trận nghịch đảo cho nó phù hợp, cho nó linh hoạt, à, để giúp các em thành thạo hơn nữa trong cái việc tính mặt trận nghịch đảo. Tôi có soạn câu số 25, xin mời các em theo dõi này. Cho A là một cái mặt trận vuông cấp 3. Câu hỏi là tổng các phần tử của A mũ trừ 1 là bao nhiêu trong bốn phương án này? 0, 1, 2, 3. Bây giờ mình nhìn vào câu hỏi mình thấy nó như thế nào? Các em thấy là ta hỏi cái gì nè? Người ta không phải hỏi giống như cái câu vừa rồi là một phần tử trong A mũ trừ 1, mà ta hỏi mình tổng tất cả các phần tử của A mũ trừ 1 luôn. Như vậy rõ ràng là chúng ta phải tính tính toán cho nó ra đến A mũ trừ 1 là ma trận nào, để nhìn vào đó biết tất cả các cái phần tử của A mũ trừ 1 thì mình cộng lại. Vậy thì lúc này là tính theo cái kiểu công thức cũng được, mà dùng cái phép biến đổi sơ cấp cũng được. Thì ở đây á, tôi thấy rằng là cái ma trận A lớn này nó gần gần giống ma trận đơn vị rồi. Em thấy là cái dòng thứ ba của nó này nó giống như dòng thứ hai trong ma trận đơn vị Y. Cái dòng thứ ba của nó đó thì lại giống như dòng thứ hai của nó thì lại giống như cái dòng thứ ba của ma trận Y. Vậy thì tôi nghĩ rằng cái cách mà ghép A với Y á, mà dùng phép biến đổi sơ cấp chắc là nó gọn. Vì vậy tôi quyết định chọn cách là ghép A với Y. Đây là A các em này, A người ta cho đó. Còn đây là mặt trận đơn vị nè, cấp 3 tương ứng với nó nè. À, bây giờ mình sẽ dùng các phép biến đổi sơ cấp để đưa cái mặt trận trước á, về mặt trận đơn vị. Lúc đó mặt trận sau này cũng sẽ bị biến đổi theo. Và nó biến đổi thành cái mặt trận nào thì người ta nói đó là mặt trận A mũ trừ 1 đó. Chúng ta bắt đầu biến đổi nha. Tôi viết lại mặt trận A, Y. Bây giờ để cho cái mặt trận trước này nè đưa được nó về mặt trận đơn vị,
Có phải là mình nên đổi chỗ dòng 2 với dòng 3 không? Đổi chỗ dòng 2 với dòng 3. Đây này, 010 lên làm dòng 2, 001 xuống làm dòng 3. Nó gần giống mặt trận đơn vị. Và khi mà mình đổi như vậy thì cái phần phía sau này nè cũng phải đổi theo. Tức là em cũng phải lấy cái dòng 2 này nè, đưa xuống làm dòng 3 và đưa dòng 3 này nè lên làm dòng 2. Đây. Ta nhìn lại cái mặt trận bên tay trái. Ta cần phải đưa nó về ma trận đơn vị. Vậy thì muốn là ma trận đơn vị thì cái số 2 này mà nó trở thành số 0 một cái là thành ma trận đơn vị đó. Điều đó nó gợi ý cho ta lấy dòng thứ nhất trừ đi 2 lần dòng thứ ba. Giữ nguyên dòng 2 và dòng 3 của cả cái ma trận lớn này. Bây giờ chúng ta sẽ lấy dòng 1 trừ 2 dòng 3 nha. 1 trừ 2 lần 0. Chỗ này là số 1. 0 trừ 2 lần 0 thì cũng là 0 thôi. Rồi 2 mà trừ 2 lần số 1 thì chỗ này có được số 0 nè. Đó. Rồi 1 đây trừ 2 lần 0. Chỗ này là 1. 0 mà trừ 2 lần số này. Trừ 2. Thì 0 trừ 2 lần 0 là số 0. Rồi chúng ta đã đưa được cái ma trận trước này về ma trận đơn vị rồi nè. Vậy thì người ta nói rằng là ma trận phía sau này chính là A mũ trừ 1, tức là ma trận nghiệp đảo của ma trận A. Vậy công việc còn lại chỉ là tính tổng các phân tử của ma trận này. 1 cộng 1 là 2, trừ 2 này mất, còn lại 1. Tổng các phần tử của A trừ 1 là 1. Vậy thì mình nhìn vào trong bốn phương án, mình thấy phương án B, họ nói là tổng các phần tử là 1, vậy thì mình chọn B. Đó. Rõ ràng là phải tùy cái tình huống, tùy cái yêu cầu của bài toán mà chọn cho thích hợp. Nhưng mà em cũng phải nhớ chọn, nhưng mà phải biết cái tính, tính bằng công thức thì tính như thế nào, tính bằng cái phép biến đổi sơ cấp tính như thế nào. Câu số 26. Nếu A nhân X bằng BC, A là ma trận, X là ma trận, đây là cái phương trình ma trận, BC cũng là ma trận. Trong đó họ cho A khả nghịch. Câu hỏi là X nó bằng A trừ 1 BC hay là X bằng B A trừ 1 C hay là X bằng BC A mũ trừ 1 hay là cả ba phương án này đúng. Mục đích tôi đưa ra cái câu 26 này là để nhắc các em hai điều. Thứ nhất là phép nhân hai ma trận nó không có tính giao quan, cho nên khi mình nhân thì mình cần phải nhân đúng thứ tự, mình tác động vào bên trái hay bên phải. Nếu ở hai vế, ở vế thứ nhất mình tác động vào bên trái thì ở vế thứ hai cũng phải ở vào bên trái. Nếu ở vế trái mà tác động toán nhân vào bên phải thì tương ứng bên vế phải cũng tác động vào cái phần bên tay phải. Thứ hai là để chỉ các em cái cách tìm ma trận X trong một cái phương trình ma trận bằng cách dùng ma trận nghiệp đảo thay cho cái việc giải hệ phương trình. Các em xem nè. Giả thiết cho là A nhân X bằng BC. Thế bây giờ muốn tìm X, tức là ta muốn mất cái A này đi. Thế tôi nghĩ rằng bây giờ A khả nghịch, tức là A trừ 1 tồn tại. Vậy thì tôi nhân A mũ trừ 1 vào hai vế, và thì không thể nhân cái A trừ 1 xen giữa này được. Vậy thì nhân là nhân vào bên tay trái của cái nhóm này, hoặc là nhân vào bên phải của nhóm này. Thì mình muốn A nhân với A trừ 1 để ra ma trận Y. Mục đích là Y nhân X á, ma trận đơn vị Y đó, nhân với X thì ra X. Như vậy thì buộc lòng là phải tác động cái A trừ 1 vào bên trái của hai vế. Đây, A trừ 1 tác động vào bên trái. Thì bên tay phải em cũng phải A trừ 1 vào bên trái. Em viết A trừ 1 sau dưới C này là sai. Phải nhớ như vậy. Bởi vì phép nhân nó không có tính giao hoán. Thế khi mình lấy A trừ 1 nhân A thì theo định nghĩa đó, thì A trừ 1 nhân A nó là ma trận Y. Vậy thì ta có Y nhân X. Bên đây ta giữ nguyên. Lại có tính chất rằng là ma trận đơn vị nhân ma trận X là ma trận X. Vậy ta có X bằng A trừ 1 BC. Như vậy ta chọn phương án nào? A trừ 1 BC. Đây, phương án A. Các em theo kịp không?
Để làm quen với lại cái dạng toán này nè, chúng ta sẽ tiếp tục với câu số 27. Bây giờ thì tôi lại cho là xa, hồi nãy là ax. Nếu x nhân a bằng bc và a khả nghịch thì x là cái nào trong cái ba phương án này? Hay là cả ba phương án này đều đúng? Chúng ta bắt đầu biến đổi. X nhân a bằng bc. Như nói hồi nãy, bây giờ em muốn còn chữ x thôi thì em phải làm mất a này đi. Mất bằng cách là sao? Tác động a trừ 1 vào để thành ra y chi, để x nhân y bằng x, trong đó y là ma trận đơn vị. Bây giờ tác động a trừ 1 vào thì rõ ràng là phải tác động vào bên phải ở hai vế. Chúng ta có như thế này. Đây. X a trừ 1 thì bằng bc a trừ 1, tác động vào bên phải. Cái thứ tự là quan trọng. Nhưng mà a nhân a mũ trừ 1 thì bằng y. Như vậy là x nhân y bằng bc a mũ trừ 1. Ta lại có tính chất x nhân y thì bằng x. Vậy thì x bằng bc a trừ 1 chỗ nào? Đây, x bằng bc a mũ trừ 1, chọn phương án C. Hai câu này lúc đó thì chúng ta tác động vào bên trái của hai vế, lúc ta tác động vào bên phải của hai vế, tức là tùy tình huống. Để thành thạo hơn nữa, ta làm một câu dạng này. Câu 28. Bây giờ thì không phải là a x x a mà tôi cho thêm b nữa. A nhân x nhân b bằng c, cho a b khả nghịch. Câu hỏi là ma trận x là ma trận nào? Phương án A, phương án B, phương án C, phương án D nói là cả ba cái này đều đúng. Ta tập cái phép nhân tác động ma trận nghịch đảo vào hai vế này. A nhân x bằng A nhân x nhân B bằng C. Giả thiết cho. Bây giờ muốn có cái x thôi đó thì phải mất A với B đi bằng cách tác động A trừ 1 vào bên trái của nhóm này. Tác động cái B trừ 1 vào bên phải của nhóm này. Vậy thì tác động vào bên tay trái như thế nào thì bên tay phải phải y như thế đó. Vậy ta có này. Nhân A trừ 1 vào bên trái thì đây nhân A trừ 1 vào bên trái của C. Nhân B trừ 1 vào bên tay phải của nhóm này thì phải nhân B trừ 1 vào bên tay phải của C. Ta có A trừ 1 nhân A là y. Rồi B nhân B trừ 1 là y. Vậy có phải ta có y nhân x nhân y bằng a mũ trừ 1 nhân c nhân b mũ trừ 1 không? Mà y nhân x nhân y thì chính là x. Tính chất, vậy ta có x bằng chừng này. Thế thì công việc đơn giản còn lại là xem thử trong các cái phương án này có phương án nào nó giống này không? Phương án nào này? A trừ 1 c b trừ 1. Đây tên là phương án B. A trừ 1 c b trừ 1. Chọn phương án B. Câu số 26 là tác động vào bên tay trái ha. Câu 27 tập thói quen tác động vào bên phải. Câu 28 cả hai bên luôn. Nhằm mục đích là cho mình nắm thật là vững, thật là nhuần nhuyễn cái cách mà tác động cái ma trận nghịch đảo vào để chi, để tìm x. Đây là cái cách để tìm ma trận x trong một cái phương trình ma trận bằng cách sử dụng ma trận nghịch đảo. Các em xem câu số 29. Cho hai ma trận AB như thế này. Câu đặt ra là ma trận X nào sau đây thỏa A nhân X bằng B? Họ cho phương án A, phương án B, phương án C và D, kết luận rằng là ABC đều sai. Như vậy là trong câu 29 người ta yêu cầu mình là tìm X. X nào trong các phương án sau đây là thỏa mãn. Nhưng câu 29 nó hơi khác câu 28 ở chỗ là trong câu 28 các em, là người ta không có cho cái ma trận AB cụ thể, còn ở đây là có cho cụ thể. Thế khi họ cho cụ thể như vậy nè các em nè, mình phải kiểm tra xem là cái đẳng thức a nhân x bằng b này nè nó có được thỏa hay không cái đã. Tức là cái tích của hai ma trận a nhân x này nè nó có tồn tại hay không.
Chứ rồi trong câu 28 á, là người ta cho sẵn A đó, nó có mặt trận kháng nghịch rồi. A có mặt trận nghịch đảo rồi. Vậy để biết được x nào thỏa mãn cái điều này thì phải kiểm tra cái điều kiện cần trước. Tức là có tồn tại A nhân x hay không. Thế ở đây em thấy nè, A là cái ma trận cấp 2 nhân 3. B họ cho là ma trận cấp 2 nhân 1. Vậy thì để thỏa cái điều kiện về tích hai ma trận thì ma trận x này phải có cấp là bao nhiêu? Các em nhớ lại là tích hai ma trận á, nó tồn tại khi mà số dòng của ma trận sau nó phải bằng số cột ma trận trước. Như vậy là cái x này là phải có số dòng là 3. Và sau đó thì để ra được ma trận tích là cấp 2 nhân 1 thì số cột của x phải là 1. Như vậy chúng ta có x có cấp là 3 nhân 1. Vậy thì nhìn vào các phương án này, đâu là ma trận x có cấp là 3 nhân 1 nè, cái này là 3 nhân 2, cái này cấp là 2 nhân 2, chỉ có x này cấp là 3 nhân 1. Như vậy thì nếu mà đúng á, là hy vọng câu C thôi, chưa chắc đúng. Mới kiểm tra là các cái phần tử nó có thỏa mãn là đúng là A nhân x bằng B không, chứ nó mới thỏa mãn cái điều kiện về cấp thôi. Ta kiểm tra lại, x là 3 nhân 1, cái phần tử đầu tiên của nó đó là dòng 1 cột 3, dòng 1 cột 1, thì lấy dòng 1 nhân cột 1, lấy A nhân x ra nha, lấy A này. Dòng 1 nhân cột 1 của x đây này, coi có đúng là ra số 2 hay không. Thì 1 nhân 1 là 1, lấy 1 này nhân 1 này nữa là 1, đó là 2 này, lấy trừ 1 nhân với 0 là 0, vậy ra số 2 đúng. B nè, mặt trận tích đây, đây là phần tử nằm ở dòng 2 cột 1 của B, thì ta phải lấy dòng 2 của A nhân cột 1 của X, lấy 1 nhân 1 là 1, lấy 0 nhân 1 là 0, lấy 1 nhân 0 là 0, tổng lại thì ra 1 đúng. Như vậy là bằng tính toán ta thấy C đúng. Câu 30. Cho hai ma trận A, B như trên bảng. Câu hỏi vẫn là trong các ma trận x sau đây ma trận nào thỏa A nhân x bằng B? Người ta cũng cho mình ba phương án của ma trận x và câu D là khẳng định A, B, C đều sai. Đầu tiên phải làm gì? Chúng ta phải kiểm tra cái điều kiện cần trước, tức là có tồn tại cái mặt trận tích A nhân x không, và nếu có thì x này là phải là cấp bao nhiêu, giống như câu 29 vừa rồi. A là 22 nhưng với x nó ra B, B là cấp 2 nhân 2, vậy dễ thấy ngay x phải có cấp là 2 nhân 2, đúng chưa? Thì ở đây mình thấy nè, x này cấp 2 nhân 2, x này cũng cấp 2 nhân 2, x này cũng cấp 2 nhân 2 luôn, thỏa mãn điều kiện cần đầu tiên. Sau khi mà thỏa mãn về cấp rồi thì các em cũng đừng có vội vã mà em lấy A nhân với x nào để xem nó đúng là B, bởi vì làm như vậy thì nó rất là cực. Mình phải thử từng đứa một, x ra trong này là phải thử 3 lần. Chúng ta hãy kiểm tra về cái điều kiện định thức của ma trận tích. Khi mà đã có A nhân x bằng B thỏa mãn về cấp rồi thì phải thử cái điều kiện về định thức là nếu A nhân x bằng B thì det của A nhân x phải bằng det B, mà det của A nhân x thì bằng det A nhân det x. Như vậy là phải xem thử xem là cái det A nhân det x có đúng bằng det B không. Thì ở đây nè, ta có định thức của A bằng bao nhiêu nè, nhân xuống trừ ngược lên thì ta được là trừ 2 cộng 3, trừ 2 cộng 3 thì ra 1, khác không? Định thức của B nhân xuống trừ ngược lên, dễ thấy định thức của B bằng 0. Vậy thì ta phải suy ra cái gì nhỉ? Định thức của B bằng 0, như vậy là tích hai cái đứa này là phải bằng 0, mà định thức của A khác 0 rồi, vậy thì định thức của x bằng 0. Thử từng đứa một. X này có định thức khác 0, x này có định thức khác 0, x này cũng khác 0 luôn. Như vậy thì
cả ba phương án ABC sai, chọn D. Các em thân mến, như vậy là tiếp tục cái hình thức ôn tập trắc nghiệm của chương 1, thì trong tiết học này chúng ta đã làm một số bài tập có liên quan đến cái ma trận nhiệt đảo. Chúng ta ôn lại cái điều kiện để tồn tại ma trận nhiệt đảo, ôn lại cái cách tác động ma trận nhiệt đảo vào các cái vế của phương trình ma trận trong việc tìm x, và chúng ta cũng học luôn cái cách để làm cho nó mau trong cái phương trình ma trận AX bằng B. Tôi hy vọng rằng là qua tiết học này các em lại một lần nữa được củng cố thêm những kiến thức đã học, tăng cường kỹ năng tính toán của mình. Trong tiết học sau thì chúng ta sẽ tiếp tục với tính chất của ma trận nhiệt đảo, với hạn của ma trận và với hệ phương trình tuyến tính. Chúc các em học tốt, hẹn gặp lại các em trong tiết học kỳ sau. Thân ái chào.